là đậu đậu mát mà cái đậu im á. Dạ. Đậu nổ là cái đậu chiến cháy chứ mà nổ. Nổ là nói nổ là nghe đó. Nói nổ là nói chuyện qua cái còn nãy giờ là cái còn ta qua lại cái còn nổ. Đó. Dạ. Còn chiến cháy. Còn mát nữa, nổ luôn. Mát mát nổ im không? Ít nổ hơn. Chú chỉ có là cháy với chiếu thôi của chú anh chị. Giống như hình ảnh này chắc cái đầu mát quá. Dạ, nằm dạ. Đầu mát quá thôi. Bị mát vậy. Dạ. Nước, bị nước bị mát. Dạ, còn mình nước còn mát. Chú là ở đây chú bị chiếu, bị chiếu rồi bị cháy vậy. Bị cháy mà bị bỏng cháy vậy. Bị bỏng cháy mà bị bỏng chiếu vậy. Bỏng ra còn lối với chiếu cháy sáng cháy vậy. Dạ. Sáng chiếu. Nay là ngày đầu tiên mà chú Thảo tắm luôn với cô chú anh chị. Thì nó cũng trời nhìn mát mát lắm sao mà tắm hoài luôn chú Hải ơi. Thôi đã quá ha. Thì mình sạch sẽ lắm chứ bộ. Chú cũng sạch sẽ lắm với cô chú anh chị. Từ lúc tới giờ có rửa gì em chú? Không. Nay là ngày đầu tiên luôn hả? Nay là ngày đầu tiên. Trời ơi. Hay quá ha. Không ngờ luôn. 18 năm rồi mới thấy bữa này nó tắm. Cái dừa mà đó là ông cạp hết hả? Cạp bư hết trơn đó. Dừa gì mà nó lấy tay nó bư được. Ờ ghê vậy. Ở cái dừa sống nhăn chơi đó. Chú dắt con tới cho chỗ chú đó được không? Được. Đi bằng đây nữa. Đi ra. Đi tới mình xem được không? Trời mấy cái mộ này là chú. Mấy cái mộ này là chú đúng không? Đập hết hả? Nó chiếc ra là nó đập đó. Này luôn hả chú? Đây luôn hả? Nè. Đây là mộ ông mộ bà hết hả? Ừ. Thì có vấn đề gì hay sao anh ta mà sao mà sức giống như là bị ra khỏi nhà là đập mấy cái mộ luôn. Ừ. Lại gần gì có khi nào ông chửi không chú? Cây dừa đây là ông cạp hết hả? Ừ, hên xui. Nhiều khi nó lên nó chửi rồi. Thấy chú tội ghê quá cô chú anh chị. Ừ. Ngọt mình vậy không hả chú? Ừ. Ăn uống là sao chú? Thì đem ra đó vậy đó, nhưng mà nó ăn còn không mấy hiện để cái gì đó. Ừ. Ăn mà còn không biết ăn mà. Trời thấy tội quá. Ừ. Hút thuốc hút đồ gì có hút thuốc rồi không chú? Lúc hút lúc không. Cũng như ăn vậy đó, có lúc không ăn thì có lúc ăn. Nhiều khi nó nhịn dừng 10 bữa nó không ăn cũng được. Ừ. Trời ơi nghe thấy tội vậy. Ừ, mưa mà bão nhiều khi từng lễ ha, mưa dầm tối ngày sáng đêm nó nằm đây nè. Đâu buồn chiếu gì đâu. Nó lấy dục cái chân dễ gì đem ra là nó rượt rồi. À, chú tới cái dừa cho mát cái này. Ừ. Cái dừa này là cái dừa mà ông chú đó ông cạp hả? Ừ, hả? Trời ơi, lấy răng mình cạp cắn hết giỏi luôn. Tay với miệng nó không á. Trời ơi, răng coi cái răng. Nè, ừ. Cây mít đó hôm trước đó, nó ăn hết trơn già thấy không? Ngã. Cây mít nè, cây mít ngã đó hả? Ừ, ngã gốc, ăn xong rồi nó bư, lấy tay bư gốc cây ngã. Là ăn xong rồi lấy cái tay đào cho nó bưng gốc luôn. Ừ, rồi đây cây dưới sữa là nó cứng coi nào nè. Nó. Ăn cái ngã luôn, biết bao nhiêu cây trời, có hết cây. Cây này hồi đó mênh mé luôn đó, nó ăn hết trơn vỏ ha. Dạ. À, rồi cái cây dưới sữa nó ăn vỏ khúc dưới kìa nó. Dạ. Trời cây dưới sữa à. Bị cầm cái lò tối chiều dài có 2 mét gì nè. Dạ. Cho nó đá ỉa thành ra nó trèo chừng nào thẳng cái lò tối nó hết ăn được. Rồi vậy răng chú có bị gãy với đồ gì không chú? Nó gãy còn mấy cây. Vậy là do ăn cắn chặt mấy cây. Do ăn là vỏ cây không á. Mà không ăn không nuốt vô luôn rồi không sao, bao tử không sao hết ta. Ừ. Cho nên nhiều lúc chú có nói là 10 ngày luôn không ăn cơm luôn đó. Chắc ăn cây ô không tiêu quá. Chú vô này đứng cho mát này, chú đứng ở nắng. Ừ. Là bình thường hàng ngày là cứ thoát ra là đi cạp cây ăn xong rồi đập mộ vậy hả? Không, bị cộng với là chừng nào là tối sức ra đó. Mới đi được. Lúc trước là còng ngay đó. Ừ, là cột chú ngay đó đó. Ờ, mà loại tối không phải loại tối thế này đâu. Loại tối là thứ thầy đó nghe. Mà sao cũng không biết, lâu lâu cũng phải xuất ra. Sao? Ừ. Khó rồi ràng hòn nhưng mà vẫn thoát ra được đúng không? Ừ, nhưng mà hai cộng á. Hay vậy ta? Hai cộng hết trơn, hai giò vô đó. Giờ thì cho chú trong cái lòng này luôn. Ừ. Rồi sáng giờ chú ăn uống gì chưa? Để gì đó. Trời, không ăn là kiến lên luôn hả? Ăn bảy miếng gì cái trời cuốn. Để mà không ăn mà kiến lên quá trời luôn này, quý cô chú anh chị vậy sao tí nữa mình đổi phần ăn khác hả chú? Ừ. Giờ thấy chú ngồi im gu này chú hiền quá nè. Ừ. Chưa tới giờ nó ấy lên rồi
1, 2, 3, 4 cái lò tối. Vậy là lên là chú la lắm hả? Ừ, lên là la. Ừ, thế tội ghê của chú anh chị. Là cứ nhốt cứ trong chuồng vậy thôi. Ừ. Ăn uống thì bỏ vô cho chú về chú ăn. Ừ. Khi mà thoát ra là không ai cản được luôn hả chú? Không có cản được. Là đã có những lần nào mà thoát ra mà không ai cản xong rồi quậy phá cả ngày luôn không? Thì quậy phá hoài nhưng mà chừng nào mình kiếm người được thì giá nào cũng phải... Giống như là bắt. Có nhiều người lại để mà... Ở 5 người, 5 người, 6 người là mới bắt được. Trời ơi, thấy chú cũng hiền quá này quý cô chú anh chị. Ngồi im ru đây mà. Chắc chú không tắm không rửa đi quá. Ừ? Không có tắm gì luôn hả chú? Không có tắm. Rồi sao có cái nào mình chú câu cái ống nước vô để chú cái nào chú xài thích thì chú tắm được không? Có ống nước nè. Ừ, thì cứ khi nào mình để thử. Chú mà có tắm là chú tắm ha. Không, mình muốn tắm nó mình lại nên đứng vậy nè. Cái hình xịt đại vô đó nó nín thình thôi. Còn nếu nó quậy thì tóc còn chạy. Ừ, quậy là quậy dư lắm á. Ừ, là tóc còn chạy. Mình nghe tội của chú anh chị. Cái chuyện này là cái đường nghèo, cái đường nghèo gì, cái lối nào gì. Tại sao chú nói vậy là sao chú? Hỏi cái máy này là cái đường nào, ở cái lối nào. Hình ảnh y vậy là cái kiểu nào, cái kiểu nào, lối nào, nào là cái đường nghèo. Hình ảnh này là cái kiểu nào, nói nghe thử thôi nha. Dạ, là sao? Chú nói lại con nghe đi. Thì giống như ở đây họ nè. Nhưng dạ. Mà cái chân cái hình ảnh này vậy là giống như dịnh. À là tụi con cầm máy để làm gì ha? Con là cái máy vậy? Dạ. Con là cái máy. Dạ cái máy chứ không có gì hết. Cái máy điện thoại. Cái máy điện thoại rồi trong cái máy đó thì mình. Dạ không, thì không có chuyện hình gì hết. Dạ. Mà cái máy nó có nổ không? Dạ không, không có nổ. Không có nổ cầm cho tay chị. Dạ cũng cầm thôi. Nổ sao con dám cầm? Đâu có nổ đâu. Ví dụ đồ không nổ mà cầm chứ gì. Đồ không nổ mới cầm, đồ nổ sao con dám cầm được. Đồ nổ cầm chết sao. Ê gì mày nổ rồi, đồ không nổ mà cầm gì. Dạ vậy con không cầm nữa ha. Ừ. Dạ. Chú ăn uống gì chưa? Ăn uống, ở đây đâu có hệ ăn uống. Ở đây cái hệ mà chiếu con mà. Chiếu cháy. Là chú không ăn uống gì luôn hả? Ừ. Chú có thèm gì không, con mua ăn. Em nước cháy ra hơi cháy. À là thuốc ha. Ờ thuốc cháy á, thuốc chiếu cháy. Có thuốc không chú? Có thuốc thì con xin điếu cho chú hút thuốc nha. Ờ ok. Ừ. À, đang đi ra trường mà có thuốc không nè. Thì để con lấy thuốc cho chú hút nha. Ừ. Dạ. Chú bữa giờ vẫn khỏe chứ? Ừ, khỏe. Khỏe chú ha. Ừ. Chú có ăn uống gì không con mua? Ở đây không có hãy ăn, hãy cháy với hãy chiếu không à. À là không có ăn ha. Ừ. Cháy với chiếu thôi. Ừ. Dạ. Cháy giống như cháy ra hơi chứ, cháy ra hơi, nổ hơi nó. Cháy với nổ với hút thuốc thôi. Ờ hút thuốc ra hơi khó là dạ. Cháy đó. Cháy là kiểu chiếu đó chứ mà chiếu giống như chiếu. Giống như chiếu sáng vậy. Dạ. Ờ giống như chiếu sáng, bên ngoài đang chiếu sáng. Ừ. Này tôi đừng biết chiếu sáng cháy. Là hệ cháy hệ chiếu sáng thôi. Ừ, không có hệ ăn. Không có ăn sao không? Dạ. Ừ, vậy để con cái bạn lấy thuốc hút nha. Ừ. Dạ để bạn con đi ra lấy thuốc cho chú hút cho cháy sáng lên. Ừ. Dạ chú khỏe không? Khỏe. Chú khỏe đây ha. Ừ. Mạnh giỏi chú ha. À, khỏe ở trên bạn quản chiếu. Dạ. À, mạnh giỏi. Dạ vậy để bạn con lấy thuốc hút rồi mình khỏe ha. Ừ. Chú là chỉ huệ là cháy sáng một thuốc rồi thôi chứ không có ăn uống gì hết. Không, không ăn tại vì bán cứu đâu ăn rồi nó ngọt nó bị nghẹt cái mấy vẫn chặt. Dạ. À, giống như mình là ngủ với cái đầu chiếu cháy đó. Dạ. Ra hơi thôi chứ không có ăn. Ra hơi khói. Mình ra hơi khói với cháy thôi. Ừ, thèm hút thuốc ra khói cháy. Dạ. Cháy là giống chiếu. Dạ. Này để bạn con lấy thuốc coi. À, có chú trong đó có con quẹt chưa? Có đây. Rồi để cho đưa coi. À, thuốc chú ha. Giữ khoảng cách nha. Giữ khoảng cách tăng nha. Để nó nếm cái là cái gối à. Thế không? Nó bị nhớt rồi. Ừ, nó bị ướt á, chú lau cho khô đi. À, lấy quẹt này đi. Nè, quẹt này. Bỏ chút. Không được đâu nè, chú cầm cái này luôn. Cái này kiếu.
Đó, chiếu không chú? Ừ. Đúng á, chú hay quá ta. Biết mồi luôn. Ừ, lấy cái này mồi qua kia cho nó cháy với cô chú anh chị. Đang tới cầm thoại bạn. Rồi, trả con luôn rồi hả? Rồi, cảm ơn chú. Ừ. Rồi tí nữa con đưa gói thuốc cho chú để dành chú hút luôn nha. Cho chú chiếu sáng khói luôn. Chiếu hút ra hơi chiếu sáng thôi. Dạ. Thì chú là chú không phải ăn đâu cho nên chú không có ăn. Chú hút thuốc là được. Vậy cái nào mà thèm thuốc là nói con mua hút nha. Dạ. Thường ngày như chú nhà chú cũng hay hút thuốc lắm mà chú đưa hút cũng đưa thôi. Là chú là không ăn uống gì luôn. Đòi thuốc không chú? Con chú thương lúc cũng có đòi dữ lắm rồi mà bắt buộc phải đưa mà được không ai rồi chú mới đi ví dụ mà mình muốn đưa muốn không dạ. Không đưa nhà đâu có ai hút thuốc đâu đưa ông mà nó cháy mà nó nổ đâu chiếu mà nó nằm đường nổ mà là nó chiếu nó chiếu đã nổ luôn đầu mát ít nổ lắm nha đại đầu đầu mát mà cái đầu im á dạ. Còn đầu nổ mà cái đầu chiếu cháy chứ mà nổ ừ. Nổ là nói nổ như thế đó nói nổ là nói chuyện qua cái bằng nãy giờ và cái bằng ta mà qua lại cái bằng nổ đó. Dạ. Còn chiếu cháy còn mát nữa cũng nổ luôn nhưng mà ít nổ lắm nha. Mát nổ im không? Ít nổ hơn. Và chú chỉ có là cháy với chiếu thôi quý cô chú anh chị. Giống như hình ảnh này chắc cái đầu mát quá. Dạ. Nằm dạ. Mát quá thôi. Bị dạ. Mát gì nữa. Dạ. Bên nước mát gì. Dạ, còn bên nước cũng mát. Chú là bên chú cái hệ bên chiếu, bên chiếu là bên cháy á. Bên dạ. Cháy là bên không cháy á. Bên không cháy mà bên bỗng chiếu á nha. Bỗng ra cùng lối với chiếu cháy sáng cháy á nha. Dạ. Sáng chiếu á nha. Dạ. Vậy cho nên là chú là hút thuốc thôi. Hút khói rồi thôi. Bữa cháy thôi chứ không có ăn. Không ăn tại ăn là nó cứng rồi. Dạ. Ăn mà giống như nó bị kẹo rồi mỏi lắm nha. Dạ. Tại vì cái kiếp mình là kiếp lỗ. Cái lỗ chiếu á. Dạ. Chiếu cháy cho ăn là giống như bị buộc cho đi bước lôi chiếu cháy đi chạy đâu được. Chứ không có ăn giống như cái mình nói vô lỗ ra hơi mà vô lỗ ra chiếu hơi ra hơi hay là vô bim mà ra nổ ra chiếu cháy này không có ăn ra mình dạ. Ăn mà giống nó kẹo rồi đâu có lôi được đâu có bước được đâu có cháy đâu có chiếu được trên cái con nói ăn không có nhìn chú rất là thương với cô chú anh chị trong chiếc lồng này với cô chú anh chị phải nói là khó tới mấy ổ vậy luôn hả chú? Ừ. Năm ổ. Rồi quý cô chú chị, có 5 ổ chú luôn. 5 ổ luôn quý cô chú anh chị, dày mà có đôi khi còn thoát ra được nữa chú. Ừ. Thấy cũng hay quá đăng ha. À. Ừ. Không biết thoát ra cách nào luôn á. Giống như là chú tự ông tự cũng mày mò rồi ông tự mở khóa luôn á chú. Ừ. Bên bác mà năng lượng này chiếu chảy chú chảy. Là bên lửa nóng không ạ? Bên mát có bên mát chiếu chảy. Ừ. Còn bên bỗng chiếu là chiếu ra khỏi cháy chiếu. Như vậy là chú tên gì chú? Tôi cái này tên Phạm Văn Thảo. Chú Thảo. Ừ. Còn chú tên gì? Tên Hải. Chú Hải. Ừ. Là chú là anh ruột của chú. Ừ. Gia đình mình có mấy người chú? Có 6 anh em. 6 anh em là trai hết hoặc có gái gì? Thì đầu tiên là 7 anh em rồi chết cái còn 6 rồi hiện giờ thì còn đầu tiên ba thằng khùng mà chết một thằng thì còn 2. Chú vô đây cho mát này chú. Ừ. Chú vô đây với cho mát ha. Ừ. Lẽ là nhà với 4 nữa là 6 còn 6 anh em trai với đứa em gái. Ừ. Vậy là cũng gia đình mình cũng có mấy người bị luôn chú. Ba người bị giống chú này luôn. Ừ. Giống chú Thảo này luôn. Ừ. Thằng chết nằm em kế của thằng này. Ừ, cũng bị giống này luôn quý cô chú. Trước nó là đờ chứ nó không có đánh đổi gì thằng này. Ừ. Nó là đờ. Là giống như bị mà cụ khờ không quậy phá. Không quậy. Mà tới chú này là nặng nhất. Ừ. Thì mình cũng có là đi coi thầy của bà rồi. Ừ. Nhưng mà cũng không có giải được. Không có giải được. Lúc trước là như chú đã chia sẻ nãy với con là chia tới đi tìm cách cho chuyện tới nhà chùa, mà hết tiền luôn. Chùa nào cũng đi cho đi cho chùa thì không có tốn tiền mà ngặt cái tiền xe của mình đi tới đi lui ăn uống rồi nó ghi viết là hết tiền hết bạc. Thì con nghĩ chắc này là ai dựa rồi đó ha. Ừ. Giống như bên tâm linh rồi nè.
Theo cái người thường của mình á, mưa bão là ở ngày này một buổi thôi là chết rồi, chứ đừng có nói tới ngày. Dạ. Này nó bảo như bình thường nha. Là mùa mưa mùa gió thì chú cũng mệt để vậy luôn. Hồi trước ở đây nữa đâu có nhà cửa chạy gì đâu. Lúc trước là không có che luôn hả chú? Không. Là để không ngoài trời vậy hả? Chú bằng cột qua dừa hả? Ừ. Là không mưa gió ở ngoài trời luôn không sao? Gió ở ngoài trời luôn. Cũng có rất là mạnh ha, thế rất mạnh đúng không ha? Ừ. Ngày hôm trước có mấy chú vô á. Rồi thấy gì tội quá cái cho tiền làm cái này nè. Dạ. Chứ thôi đâu có tiền nha, gia đình đâu có tiền đâu làm. Mà mạnh thường quân hỗ trợ mình làm cái chuồng này hay chú? Ừ. Thì mấy ngày trước á thì con cũng có theo dõi chú Thảo này nè trên màn hình á. Ừ. Thì thấy chú rất là hung hăng luôn. Ừ. Nhưng mà hôm nay con xuống thì chú rất là cũng hiền vui vẻ mà đang. Ừ. Chưa tới cơn. Chưa tới cơn. Vậy là đôi lúc tới cơn nữa. Ừ. Tại bên cái bằng năng lượng chiếu á, năng lượng cháy nó nóng mãi cái điện nấu cái năng lượng nấu nổ. Chú Thảo có ngày chứ nói gì cháy nó. Nó nói là nó chuyện mình lên. Lúc không có mình thì nó nói mình lên khi sáng đêm luôn á. Sáng đêm luôn à. Ừ. Chắc bà con là không biết mà lâu lâu tới đây đi nghe mà nói chuyện kiểu đó chắc ban đêm ở lại chấm chấm ở không ở đâu. Thì chú Thảo năm nay là bao nhiêu tuổi rồi chú Hải? Nó năm nay nó 47 tuổi. 47 tuổi là lúc mà chú bị là bao nhiêu tuổi? Năm hình như năm 2009. 2009 hả? Năm nó 29 tuổi. Năm 29 chú chứ cũng lâu rồi hả chú không? 18 năm. Mười mấy 20 năm rồi. Ừ. Thì cũng cực khổ gia đình lắm á chú ta, chú Hải ha. Ừ. Mười mấy 20 năm rồi còn cảnh vậy đang ha. Ta có đôi khi người ta khù khờ người ta không quậy phá. Ừ. Ta còn đỡ nha. Ừ. Vậy chứ lúc lên cơn này mình không biết luôn. Không biết lắm à. Quậy dữ lắm. Còn cái này là lúc trước thì không có cái chuồng này. Không có, cái này là cái người hôm trước là đây nè, là cũng như là cô chú Mạnh Thường Quân để mình góp tiền để xây lên cái chòi cho chú ở này. Rồi sang lúc trước là chỉ cột chỗ cây dừa thôi. Chỗ cây dừa thôi. Ừ. Trời, cột cây dừa mà suốt mười mấy năm nhưng mà cứ mưa gió mà không có sao hết. Không sao. Cũng hay quá đang ha. Trời, mười mấy năm nghĩ mình mà bỏ 5-7 ngày mà ngồi mưa gió thôi, rụng luôn á. Đứt bóng liền, dễ gì mà chịu nổi. Đi rất là nhiều nơi luôn, rất là nhiều chùa để mình cầu xin rồi mà xin cũng không có hết luôn. Không hết. Rất một chứng bệnh rất là kỳ quái với cô chú anh chị. Thì nhìn chú không tắm không đồ á, nhìn tú rất là tội luôn với cô chú anh chị. Thật nói tới đây rất là hôi luôn á chú. Như mình xịt có khi cho có khi không à. Xịt nước có khi cho có khi không. Thì lúc trước mà xây như này bỏ chú này ở đâu cột lại cái đó hả? Cái nó trước cái trong thời gian xây đó hả? Dạ. Bây giờ nó qua gốc bên kia. Chứ con nghĩ cột ở đây là sao mình xây. Nhìn rất là tội luôn quý cô chú anh chị. Ăn uống thì để về ăn thôi này quý cô chú anh chị. Chú thích hút thuốc. Đang à. Hút thuốc không à? Thì gia đình mình cũng lúc trước cũng chạy đi rất là nhiều nơi nhưng mà không có hết tới để thôi, bây giờ là chấp nhận để vậy luôn. Lúc trước con thấy là chú đâu có mặc đồ đâu, lúc trên màn hình á. Không có mặc đồ. Lúc trước mày gốc vừa là không có mặc đồ. Sao cười chú? Sao cười? Ra hơi, tự ra hơi. Giống như gió thổi. Cười cho nó nhẹ ha. Cháy chiếu. Cháy chiếu không rồi đang. Cháy chiếu chói sáng không chú ha? Sáng mà chiếu đó. Sáng chói không à? Không sáng, có. Sáng mà chói là chiếu. Sáng mà chiếu cháy xuống mà sáng. Chiếu mà chói mà chiếu. Cơ bản chữ chờ là chạy và chiếu cái đâu có chói. Là phần chờ thôi đó, cháy chiếu sáng chói. Thấy chú rất là thương luôn chú anh chị. Thì ở một nhốt như nhà này quý vị chờ nhìn thương sao á. Cái chữ mà hàng trăm á, mà cái chữ chiếu. Dạ. Chạy rồi cháy đúng không? Mấy chục năm của chú anh chị thì lúc trước cột qua dừa nay được Mạnh Thường Quân hỗ trợ được cái mái hiên cũng như là che được cái chỗ ở cho chú này cũng mừng mà phải nói là con tới là cũng rất là hôi luôn á, bay mùi là chú đi vệ sinh luôn á. Là tiểu rồi đó vẫn còn đọng nước lại luôn á. Mình khi hôm bữa là mình cũng xây một cái ghế cho chú ngồi ở trên rồi mình rửa ở dưới ta.
Nó không được xây ghế, nó đập. Đập hả? Nó đâu không có biết, chịu. Nó không chịu. Giờ còn ấy xây cái này, ấy số nước nó còn trôi rồi đó, chứ hồi trước ở đây nè. Dạ. Đi tới đó là có mùi chịu không nổi rồi. Đâu còn tới ở đây đâu, ai dám tới gần đâu. Đúng rồi, nó tại chơi chỗ luôn vậy. Hồi trước nó nằm đây nè. Ở trên cái này đó là cái gốc mít nè. Dạ. Ăn mít luôn hả? Nó chơi gốc mít rồi, nó hắt vậy nó. Xong rồi hắt như là thánh giống vậy đó. Nó mạnh lắm chơi đâu, bởi vì thường thường 4 người giật đâu có lợi đâu. Chú tướng chú rất là to luôn mà, đang nhìn nó cho chú cao 1m8 nè. Cỡ 4 người mà gượt mà bắt nó là mời chết, nó quánh chết. Vậy là lúc trước thời gian mà buôn, lúc mà buôn nổ tầm bậy. Nói nó đây này, các bạn bụi bụi thủng chiếu, bụi thủng bụng chiếu. Chiếu sang chói luôn mà. Chiếu. Ừ. Bắt bới. Ê, lúc trước mà nghĩ mà còn cái cảnh mà thoát ra chắc mà bắt chói chú lại chắc trời nó cực lắm á. Rồi không phải gì chơi. Thôi có ai mà bị chú đánh lần nào chưa? Có, mỗi lần bắt là cũng phải bị chứ sao, ở đâu có chạy khỏi. Cái người nào vô trước là người đó bị. Người nào vô trước là phải ôm ra với đây. Chắc như bị một hai phát trước rồi được. Ừ, bắt đầu mấy người kia mới vô. Rồi phải hy sinh mới được á. Miếng môi cùng bản chiếu. Đó giờ chú có bị chú Thảo đánh không? Biết mấy chục lần rồi nó. Bị bài luôn, quánh ghiếc là tôi mang bệnh luôn bây giờ. Mà chối tôi đâu có chối nổi nữa đâu. Đi mượn người không. Bị quánh ghiếc rồi bệnh luôn. Trời, nghe tướng chú Thảo đâu đấm một đấm vô chứ. Ừ. Vô. Tướng giết hai là nhỏ nữa. Ừ. Mắt nó khó lắm. Cùng là cùng nhà thì bị ba người luôn rồi. Cùng chung một đường lối. Chết người. Rồi còn một người nữa đâu ra chú? Còn người đó. Nằm ở trong đó mà không biết có không hay là nó đi đâu rồi. Ừ, lờ đờ cũng giống như là cũng tưng. Người đó thì ít nói chuyện, không có cho nó nói chuyện với ai hết trơn. Cho ăn không cho thôi rồi nó đi tới lui vậy đó. Trời, con thấy trên mạng thì thấy chú hung dữ lắm, mà hôm nay thì chưa biết khi nào chú tới cơn nữa ha. Giờ mình về thì cũng mừng rồi đó. Ừ, mình tới mà chú không lên cơn mà chú nói chuyện bình thường vậy là thấy mừng rồi. Thuốc còn thuốc làm chúng điếu nữa nè. Còn thuốc nè. Làm điếu thuốc nè chú Thảo. Chú rất là thích hút thuốc luôn. À, ông quẹt có chẹt được chưa? Chú coi thử. Chẹt rồi. Chú chẹt có được không? Được con mồi. Chiếu tổng chiếu. Ừ, chiếu sáng luôn đó. Rồi chiếu sáng được rồi ha. Đây, con gửi chú điếu thuốc ha. Ha. Chiếu sáng luôn ha. Đây thuốc ra cùng chiếu. Thuốc ra hơi chiếu tay phỏng chiếu. Chiếu sáng chiếu ha. Sáng chói sáng. Không có chói sáng. Chiếu thôi. Sáng là chiếu rồi, vô đồ chạy rồi, không có chói thì phải lên thôi. Thì hôm bữa giờ là những anh chị kia tới là chú có nói chuyện như vậy không chú Hải? Không, mấy cái lúc nó lên cơn đó rồi chú, mấy chú kia lại nghe chăng cái lúc nó lên cơn đó. Ừ. Rồi nó chơi luôn. Cái đó đây nhận nè, cây cối đất đồ dưới lắm nên hay gì nè. Rồi chạy sao kịp. Có cái chú đó đồ nghiệp bị trội cái khúc cây dắt ngang lưng cây. Trời chúng luôn hả? Ừ, trời ơi, nó trội nó mưa ta la như là pháo binh luôn. Vậy là nay là con với Đăng là người đầu tiên mà chạy không kịp luôn á. Là nói chuyện nhẹ nhàng với chú. Ừ. Nói hai chú hên nữa nha. Chú hồi không có tội. Ừ. Ăn uống có nghe chú nói gì, có ngày gì 10 ngày không ăn trời Đăng. Ừ. Không ăn sẽ chịu nói. Không, không dám nghĩ luôn á trời, 10 ngày. Ừ. Hồi lúc trước mình cột cái dây kia hả chú? Đó cái dây đó hả? Không. Hai cộng dây là tối. Ví dụ cái giò phải vô đó cộng, còn bên đây cái giò trái cũng vô cộng vậy đó. Thì cái pha đầu tiên là phá vô một đó cộng trước. Dạ. Rồi hai cộng này bắt đầu mới móc vô cái cộng đó. Vậy mà cúng sức, lâu lâu cúng sức. Trời hay vậy ta. Chứ còn một cộng thì như đồ chơi con nít rồi. Kỹ năng gì mà khó không ta? Giống như là kỹ năng vượt ngục ở trong phim vậy đó. Ừ. Ở xong lúc trước, từ trước tới giờ thì lúc mà xây căn chòi lên cho chú là chú mở lần nào chưa? Chưa. Chưa, chưa ha. Ừ. Năm ổ luôn sao mở nổi. Ừ. Ổ khó nào khó xịn không quý cô chú anh chị? Ừ. Khó xịn không mà giỡn ha. Thương hiệu không á? Khó thường chịu không nổi với nó đâu. Con nghĩ chắc từ từ lâu ngày chú cũng sẽ mở được thôi. Ừ, là mở được mà đừng biết giờ nào thôi. Kỹ năng à? Ừ. Hay quá ha. Ừ. Đúng mà không hiểu được luôn á. Ừ. 18 năm, trời ơi,
trong hoàn cảnh vậy chắc gia đình thiệt phải nói cực khổ lắm. Lúc hồi cấp buộc ở đây này nó xuất ra là ra thấy hú hồn luôn. Mình không có tưởng tượng được luôn, chứ không phải chơi. Lúc trước mà chú Thảo mới phát bệnh là vẫn bình thường, là mình còn dẫn đi khám này nọ được. Buổi ban đầu lâm bệnh thì dẫn nó còn đi nhẹ nhẹ ha, rồi còn sao nếu ngại nặng nặng là nghỉ đi, đi không nổi. Giờ là con nứt là quất thôi chứ không có đi nữa. Chuyện mà dẫn đi là dứt ha. Không dám dẫn đi. Tới gần là dứt luôn á. Nó dứt. Hồi nãy mà đăng tới mà đưa thuốc cho chú Thảo thì chú cũng nó là giữ khoảng cách luôn, đăng chắc rất là nguy hiểm luôn á. Cho nên chú dặn dò phải là giữ khoảng cách. Nhiều khi mình đứng ngoài chú nắm tay chú lôi vô nắm tay rồi. Dạ. Dạ. Bỏ cái bé đi lỡ rồi bỏ. Cho nó nổ qua cầm thì tay sử dụng chơi. Vậy ha, không nó im luôn rồi chứ có miếng nó bị ngạt rồi không. Không sử dụng rồi nó nổ. Bây giờ đây nổ rồi, nó đây rồi nó nổ. Chắc, chú nghi là người chiến tranh nhiều à. Cháy nổ luôn. Chú Thảo giống như là người ở cái từ chiến tranh về quá. Cháy nổ không? Mình lúc mà mình đi coi thầy, những thầy có nói là chú bị như thế nào thế nào chứ hả? Đầu tiên là nó bị thần kinh, đi nằm ở trong mấy cái bệnh viện, nhất là đầu tiên phát bệnh thì nằm ở bệnh viện chỗ đầu xấu á. Dạ. Qua đầu xấu một chút nằm ở trong cái đó kia xuất viện gì là bác sĩ nó bệnh tâm thần. Dạ. Rồi cái gì cũng lấy thuốc đó rồi cho nó uống hoài, thấy cũng không bớt, rồi mình cũng nghi nó bệnh bệnh này bên kia. Cái đầu nó đi chùa chuyện đồ này nọ tụng kinh đồ cũng vậy. Con cũng đi rất là nhiều hoàn cảnh đó chú Hải. Cũng là đầu tiên thì lúc mà nhẹ cũng là nói thần kinh thần đồ, cuối cùng mà sau này nặng quá không chữa kịp luôn á. Chữa không kịp là cũng không phải thần kinh, cho bệnh bên dưới bệnh tâm linh đó. Mà đi chữa bệnh đôi khi là người ta bị bệnh tâm linh đó chú, mà đi tới bệnh viện người ta hành người ta phá nữa nha. Người ta còn cho dữ dằn hơn nữa đó. Thì con thì cũng có quen biết một hai thầy để con hỏi thăm như thế nào. Thì chú là tên năm sinh năm bao nhiêu hả? Chú sẽ nói sinh năm bao nhiêu. Nó tên với năm sinh đầy đủ của chú Thảo này. Nó 47 tuổi mà không biết năm sinh mấy thì tôi nhớ không nổi. 47 tuổi con gì? Tôi Thìn. Tuổi Thìn. 47 tuổi. Là tên gì? Phạm Văn Thảo. Phạm Văn Thảo. 47 tuổi. Để con trai cứu thử Thìn là bao nhiêu tuổi? 47 tôi biết. Sinh năm bao nhiêu? Dạ. Hằng ngày là nhốt. Có nước mát kéo mà chiếu chảy. Chiếu cháy không ạ? Chiếu cháy như tắm cho chảy mà lấy cho sạch. Chú Thận lấy nước tắm chú ha. Nước tắm như là nước chiếu chảy. Lấy nước thử chú có tắm không chú Hải? Tắm hả, tao lấy nước. Đem nước chảy đi tắm. Tắm hen. Tắm rồi. Hôm nay là chiều tắm rồi của chú anh chị. Không biết chịu hay không á, mà nghe nói là tí nữa hút thuốc nữa, con đưa thuốc nữa hút nha. Dạ. Kéo nước đi rồi tắm nước chảy. Cục thuốc tiếp nha. Dạ, mình tắm rửa sạch sẽ tí nữa con đưa thuốc để dành mà hút xì hơi nha chú Thảo. Ơi bà ơi, giống như chiếu hơi đó. Dạ. Giống như chiếu cháy hơi mà cháy mày. Hơi là ra khối cháy mà giống y năng lượng chiếu mà nằm trong lỗ thôi. Dạ. Lỗ chiếu mà chính như là nó đồng tụ lại thì nó xì hơi ra, chiếu ra nó sáng ra hả chú Thảo ha. Kia chiếu sáng này cái này hơi nó chiếu chạy. Dạ. Chứ chạy giống như khối thuốc nó chạy vậy đó. Chú Thảo nói đang không hiểu gì luôn. Quý hiểu. Quý nói chuyện được với chú Thảo là hay lắm luôn á. Chú rất là hiền, cũng như là lúc bình tĩnh này cũng như là giống như là nói là bị hành vậy đó anh. Thấy chú cũng tội quá trời, bỏ ổ bánh mì của chú anh chị. Giống như là cho gì ăn quá đằng ha, thấy thương chú quá. Cái này bên chiếu. Bên chiếu bánh mì. Không có chảy qua bản cháy rồi. Bánh phòng bên chiếu chú yếu cùng lối cho bán chạy mày. Đúng rồi. Chú ăn cùng phòng lối với mày luôn á, mày cứ biết lo rồi đó nha. Đêm tối rồi đâu mà bánh mì phòng á nha. Là chiếu lên nó phòng lên. Có khi nào chú bị một biến cố gì đó không ta, bị sốc tinh thần không ta? Giống như bị stress ha. Áp lực cứ nói tới cái việc mà chiếu có khi nào thì quý cũng nghĩ là có một phần gì cháy nổ dữ dằn lắm á, để tí nữa mình hỏi thăm chú Hải thử nha đang ha. Trời đang coi này quý của chú anh chị. Nhìn thức ăn mà nhìn thấy thương luôn á quý vị. Trời nhìn sao đang thấy không chịu nổi luôn đang ha. Vậy mà lỡ chú ăn vô sao trời.
Vì mì nước này không phải bên tôi, nước này bên thằng em mà nó không có nhà. Không có nhà là. Vì nước này, nguồn nước này không phải bên nhà tôi. À vậy mà giờ mình vô xin không có nhà, mình xả từ xả đường cái gì mình gửi tiền. Bị nó không có nhà sao mình vô. Để mình gửi cái gì mình gửi tiền cho người ta. Chứ bây giờ dễ gì mà được chú Thảo chấp nhận tắm á thì mình lấy chú tắm được chú. Nó không có nhà mình đâu có vô nhà được. Nhà mình không có nước hả? Vì cái này hay nước này nó khác. À cái kia nãy cái ống nước này kia chú lấy ống này chú câu tới ống kia được không? Hồi nãy ngay chỗ mà xây mộ đó. Con thấy chú cố gắng giúp con ha, để cho chú Thảo tắm thôi nha. À, thì nói thì như là chú Hải chia sẻ gì dễ gì chú chịu tắm, hôm nay chịu tắm thì cũng cố gắng giúp chú tắm cho nó sạch sẽ đang ha. Để chú Hải đi lấy nước chú xịt tắm vô chú Thảo nha, sạch sẽ ha. Dạ. Thì nó cũng có cái duyên đang ha, không biết thì tí nữa chú có quậy không, nhưng mà vậy thấy vậy cũng mừng rồi đó. Thấy cũng vui rồi đó, khi mà tới chú cũng nói chuyện bình thường. Như đồ ăn đồ uống nhìn rất là ấy luôn quý vị. Trời đăng tụi mình tới cái mà tới cây dừa thử đăng mà thấy gia đình sao mà có được không chú? Được, nhờ bên ông anh. Nhờ bên ông anh được hả? Đây mình để vô là để tự chú Thảo tắm hả? Nè tắm làm sao hay quá, sợ ướt bánh mì kia nè, bỏ lên rồi kia nè quý cô chú anh chị. Nè tắm lên ha. Tắm lên đi. Xịt nước tắm luôn của cô chú anh chị. Xịt kiến ra nè. À, rửa rồi sạch sẽ không ha. À, không ăn cơm thì rửa tô rồi rất là sạch sẽ của cô chú anh chị. Tự mình rửa nơi mình ở sạch sẽ luôn kìa quý vị. Cũng sạch sẽ lắm cháu quý cô chú anh chị. Từ lúc tới giờ có rửa gì em chú? Không. Nay là ngày đầu tiên luôn hả? Nay là ngày đầu tiên. Trời ơi. Hay quá ha. Không ngờ luôn. Chú hiện tại thì không có mặc đồ của chú, cho nên em cũng không có ghi hình được. Cho nên bây giờ thì cũng như là để chú rửa ha, sạch sẽ ha. Rồi, thấy cũng thương quý cô chú anh chị, ngồi rửa kỹ càng lắm chứ bộ. Ngồi rửa rất là sạch sẽ luôn quý vị. Tại bây giờ thì chú Thảo có uống thuốc gì không chú? Chảy, cái này là bê chân chảy. Không biết thằng em nó có cho uống không, tôi không rành không. Vậy là có một người em nữa là trực tiếp nuôi chú Thảo. Có em với ông anh nuôi. Nhìn chú tắm như lâu lâu mới được cặp nước ở đằng thang. Cái này là mát chảy, là mát chảy. Còn này cái gì chiếu là mát chảy. Cũng giống như là pin mát chảy. Nhưng mà bộ chảy. Nay là ngày đầu tiên mà chú Thảo tắm luôn quý cô chú anh chị. Thì nó cũng trời mát mát lắm, sao mà tắm hoài luôn chú Hải ơi. Đã quá ha. Thì mình sạch sẽ lắm chứ bộ. Thì chân luôn. Chú cũng sạch sẽ lắm quý cô chú anh chị. Tự tắm từ đồ luôn quý cô chú anh chị ha. Ôi kỳ sạch sẽ luôn kìa Đăng ơi. Tự tắm tự kỳ, tự rửa tự chà luôn quý vị. Có khi nào bây giờ bệnh tình của chú Thảo đỡ hơn không chứ? Nếu gì là đỡ hơn lúc trước á. Đỡ hơn nhiều luôn ha. Người đó giờ làm có vụ. Cái đó giờ tôi cũng 18 năm rồi tôi mới thấy nó tắm bên đây đầu tiên luôn. Trời ơi. 18 năm rồi. Uống nước à. Cũng có cái duyên mà quý cô chú anh chị ơi. Thì như chú Thảo chia sẻ là anh của chú, nhà chú Hải chia sẻ là anh của chú Thảo. Nói mười mấy năm nay là nay mới thấy chú tắm lần đầu tiên. 18 năm rồi mới thấy bữa nay nó tắm. Dạ. Trời ơi thấy cũng trời kỳ rửa sạch sẽ luôn á Đăng ơi. Trời ơi kỳ sạch trơn luôn kìa. Mười mấy năm nay tắm đầu tiên. 18 năm rồi mới tắm bữa nay đầu tiên. Tắm rồi tắm sướng luôn á, nhìn thấy tắm thấy sướng luôn á. Mát. Bình thường là đưa cái ống này là lơ mơ. Sao hết nước rồi. Lơ mơ bỏ cái ống này á. Được rồi. Được rồi. Chú không nói được rồi. Được rồi chú Thảo. Được. Mát kìa chú. Mát. Mát quá ha. Bữa sau hàng ngày tắm một ngày tắm lần cho mát ha. Dạ. Thì ngày tắm lần để cho chú Hải kéo ra cho mình tắm, ngày tắm lần cho nó mát chú ha. Rồi mặc đồ vô đi chú. Để hồi ráo. Đỡ nó khô mặt ha.
biết hết cho bộ. Chú rất là thương bố chú, mười mấy năm nay nay mới tắm. Trời ơi, à, chú cái ống đó mình kéo tới kia mình làm thêm nước nữa được không? Hả? Mình kéo xuống chỗ mà phụ hồ ở chỗ là mã này đó, mình ái thêm miếng nước cho chú thả tắm như con thấy chú muốn tắm nữa. Mà nó nói thôi rồi mà. Chú thả tắm nữa không? Thôi được rồi chú ha. Tại lâu lâu con nghe chú nói là mười mấy năm nay chú không được tắm thì để chú tắm thoải mái. Thì nước thì ừ. Rất là bình tĩnh luôn. Cũng biết này biết kia chưa? Lành lẹo lắm chứ bộ, trời mới tắm xong. À, lấy khăn lau không chú Thảo? Thôi khỏi đi, thằng ngồi nó ráo rồi. Dạ. Để ngồi ráo xíu mình mặc đồ ha. Đây quý cô chú anh chị quay lại chú Hải thì chú Hải cũng rất là vui mừng khi mà chú vô trong mát đứng hả chú? Ừ. Chú Hải cũng thấy vui không chú? Vui. Vui ha. Ừ. Tình cờ hôm nay là mười mấy năm mới được chứng kiến người em mày bị bệnh dễ đăng tắm, nhìn chú rất là vui luôn á. Giống như này cũng thấy cũng mừng hả chú á. Ừ, thấy mừng. À, thì cũng cầu mong cho chú hết bệnh. Thấy cũng tới đây rất là tội chú luôn quý vị, trời bỏ trong cái lòng sắt. Thì lúc nào cũng cháy chiếu sáng không quý vị. À, cũng tội chú quá. Rồi tắm xong rồi chú Thảo có thèm gì ăn không? Không ăn ha. Thuốc đi, lấy thuốc cháy rồi. Cháy thuốc mà xịt khói nữa ha. À, tí nữa chú người ngồi cho ráo mặc đồ xong rồi cũng đưa thuốc hút nha. Ừ. Dạ. Chắc lạnh lẽo lắm, lạnh lắm. Rồi ngồi cho người ráo xong mặc đồ với cô chú anh chị. Như hồi xưa là chú Thảo là tự nhiên phát bệnh ha chú Hải? Tự nhiên phát bệnh. Lúc đó là chú Thảo được bao nhiêu tuổi ta? 29 tuổi. 29, hồi nãy là chú có chia sẻ. Ừ. Lúc đó không có đi làm gì mà ở nhà tự nhiên phát bệnh vậy không? Không, cấp hồi xưa nó đi bán qua kiển. Đi bán qua kiển. Với đi làm nào gặp đúng cái gì không ta? Chú khi nào có vấn đề gì đó. À, cho con hỏi thăm này. À, ừ. Hồi giờ cái trường hợp mà chú Thảo có gặp cái gì mà cháy nổ rồi chưa chú Hải? Sao con chưa. Thấy con thấy là chú nhắc cái vấn đề đó là con nghĩ đâu khi sợ tới cái vấn đề đó ảnh hưởng nặng á. Xong chú suy nghĩ rồi chú bị luôn á. Ừ. Cho nên cứ nhắc cháy cái lời mà những lời chú Thảo nói mà cháy chiếu sáng rồi nói hàng ngày luôn hả chú? Ừ. Hay là gia đình mình không biết cái vấn đề đó. Đôi khi là nghĩ lúc mà đi làm đi bán gì đó, đi ái cây kiện đó. Ừ. Đúng chú Thảo? Ờ, rồi xong rồi xong là gặp cái vấn đề nào đó xong mình nhớ hoài luôn mà bị ảnh hưởng tới thần kinh luôn. Con nghĩ vậy. Ừ. Chảy mà chiếu chiếu. biết ngồi tiểu mà ngay ống nước chảy ra ngồi luôn thấy không? Vui không chú Hải? Chân nhìn chú Hải cười rất là vui luôn á. Ừ. Là không có được gì đâu. Thì cũng rất là mừng nhưng mà thì kính thưa quý cô chú anh chị thì hôm nay thì cũng tới hoàn cảnh thì đặc biệt ngày hôm nay là em tới là cái vấn đề của gia đình chú Hải có một người con vừa qua đời vừa chôn sáng nay luôn quý cô chú anh chị nhưng mà không có tiền không có chi phí để mà làm mộ mã sẵn nó tình cờ tới thì gặp chú Thảo này luôn thì chú Hải cho con hỏi là như hoàn cảnh gia đình mình hiện tại là như thế nào chú thì con nghe bà con nói cũng rất là khổ mà có một người con mới mất tầm ba mấy tuổi thôi thì không có tiền để mình chu cấp chu mình xây sửa mộ xong lúc mà con nghe nói là lúc mà đám tang của anh cũng không có tiền để mà làm đám tang cho anh luôn á chú cũng không có tiền làm chú ơi vì hàng ngày buôn bán bươn chải sống qua ngày vậy thôi chứ nó mất bất tử rồi mình đâu có tiền đâu mà làm đám tang này kia cho như của như người ta được. Như phần thì hàng ngày mình cũng ít có đi đám tiệc của người ta vì đâu có tiền đâu mà đi mình bươn chải đủ ăn hà. Có lúc còn thiếu ăn nữa thành ra tới nhà mình hủ sự thì người ta cũng không có đi lại. Thì con cũng chưa có biết nhưng mà cho hỏi là anh bị cái gì mà qua đời chú? Nó bị đột quỵ. Là bị đột quỵ qua đời đúng không? Dạ. Đi tại nhà đúng hay sao chú? Nó bị cách nhà khoảng cỡ 4 cây số. Là bị ngồi đường. Dạ. Anh đang đi ngồi đường bị luôn. Dạ. Rồi anh tuổi anh năm nay bao nhiêu tuổi chú? 32 tuổi. 32 tuổi là còn trẻ mà đăng. Đúng rồi. Mà sao
độc nghĩ rất nguy hiểm ha. Đúng rồi, cái độc quỷ đó là không phân biệt tuổi tác đâu. Ừ. Trời ơi, 32 tuổi thôi quý cô chú anh chị. Thì anh đã có gia đình gì chưa chú? Có, nó có vợ cách đây cũng 13 năm rồi. Dạ. 3 năm đầu thì nó ở với vợ, nó được đứa con 3 tuổi. Dạ. Rồi cái vợ nó thôi, nó đã đi lấy chồng khác rồi, nó ở vậy tới giờ luôn, nó chết luôn. Là ở vậy nuôi con tới giờ luôn? Dạ. Trời, thấy cũng anh cũng thấy tội anh chứ bộ. Ừ. Là anh làm công việc gì chú? Lúc nào rảnh thì nó đi làm mướn, còn lúc nào không ai mướn thì nó đi bán hoa kiển. Là hôm bữa đó anh đi đâu mà bị đục? Bữa đi mua thuốc uống. Đi mua thuốc uống? Dạ, chứ... mấy ngày trước bị bệnh đó. Ừ, hồi bị luôn. Ừ. Thì hiện tại thì mộ anh đang xây đúng không chú? Dạ. Yeah. Con thấy mấy anh đang quay. Dạ. Yeah. Trời ơi, là hồi giờ anh không có bệnh gì luôn, ngày hôm đó tự nhiên đột quỵ cái qua đời luôn. Lúc trước nó cũng có bệnh, ví dụ như nó đang đi buôn bán rồi nhiều khi nó mệt á. Dạ. Yeah. Thì nó cũng vô lề, nó ngồi cũng y như cái hoàn cảnh này nè. Dạ. Yeah. Rồi cái nó khỏe rồi cái đi tiếp. Chiếc này nó cũng mệt y vậy rồi nó vô nó ngồi nghỉ đó. Rồi cái đột quỵ nó lên bắt thử cái ngã ngang chết tại chỗ luôn. Trời ơi. Ừ. Lúc đó ai phát hiện chú? Lúc đó dân người ta ở gần ta thấy người ta mới báo công an. Ừ. Có người chết rồi công an mới điện cho tôi hay. Là mới đây là mấy ngày rồi chú? Bữa nay nó ngày thứ 3 là chôn cái này. Ừ. Là mình để 2 ngày sau hôm nay mình mới chôn. Dạ. Thì vậy thôi con mời chú mình vô nhà nói chuyện chú ha. Dạ dạ. Mời quý cô chú anh chị cùng em với Đăng với chú Hải đem vô nhà mình tìm dạ. hiểu hoàn cảnh của chú nha quý vị. Mời mấy chú. Nghe nó rất là thương tâm luôn quý cô chú anh chị ơi. Gì đâu mà anh mới 32 tuổi thôi mà đột quỵ qua đời mà tiền chu cấp để mình làm tang cho anh thì cũng không có đâu quý cô chú anh chị. Dạ. Thì bây giờ mình vào bên trong để mình tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của chú Hải nha quý vị. Dạ có tôi. Thì bên trong đây chú. Dạ nó chết rồi mới chôn nãy rồi giờ làm cái bàn thờ đấy. Em chào chị. Con chào cô. Là mình đặt anh thờ ở đây luôn hả chú Hải? Dạ. Để bàn thờ cho nó luôn đừng cho con nó thờ nó đó. Trời nhìn hình rất là trẻ luôn quý cô chú. Dạ. Thì này con có nghe là bà con chia sẻ lúc mà mất thì cũng chú vô này nè chú. Dạ. Đúng là con nói chuyện xíu ha. Lúc trước đó, cái bữa mà nó mới mất thì đâu có tiền đâu mà quả cái hình này. Con nghe nó không có tiền quả tấm hình cho anh luôn ha. Dạ. Rồi cái chú kia vô thấy tội quá cái chú cho tiền quả tấm hình này nè. Còn cái máy này nè đâu có tiền đâu mà mua. Rồi cái chú đó cũng cho tiền mua cái máy tụng này đó. Nghe mà thương dữ quý vị. Dạ. Là kêu chú Thảo bằng chú á. Dạ, cái người này là kêu chú Thảo bằng chú. Kêu bằng chú ha, chú thuộc luôn á. Dạ. Thì năm nay anh mới 32 tuổi thôi với cô chú anh chị. Thì con may đi trên đường đi mua thuốc để uống đó. Thì đột bị cái qua đời luôn. Giờ để lại đứa con năm nay được bao nhiêu tuổi? Đứa con năm nay 13 tuổi. Bé vẫn còn đang học chứ chú. Hoàn cảnh cũng khổ quá chú ơi, đâu có tiền cho nó ăn học rồi đó, học lớp 2 rồi cho nó nghỉ. Trời ơi, là nghỉ học lâu rồi. Dạ, yeah, bé không có tiền. Nghe mà thương dữ trời. Dạ. Yeah. Rồi cấp 3 lên 3 tuổi thì mẹ nó bỏ nó đi lấy chồng khác rồi. Rồi cha nó nuôi nó tới giờ là 13 tuổi. Nó ở với vợ chồng tôi nuôi nó lớn lên nè. Dạ. Yeah. Rồi giờ 13 tuổi chiếc này nó mất cha nó luôn. Giờ là một coi cha một coi mẹ luôn. Giờ là ở với ông bà nội thôi. Dạ. Yeah. Thì tiền con nghe nói gì mà ông bà tiền hình quả ảnh cho anh mà không có tiền đâu mà làm tang lễ cho anh. Dạ mấy đứa em đó mà cũng không có làm gì chú ơi. Hòm gương thì đầu tiên thì cái cô mà có tụng từ thiện đó, cổ mua thiếu giùm. Giống như là bà con như là trợ giúp cho mình để yeah. mình mua thiếu mua đồ sau này mình có tiền mình gửi lại hả? Dạ. Yeah. Và nhà thì cũng đâu có tiền gì đâu mà làm tang lễ. Thì hiện tại thì tiền lương tiền đồ vẫn còn thiếu. Dạ còn thiếu, còn tiền vật liệu thì mua cũng thiếu cũng chưa trả nữa. Là chi phí mà hết là mình đang thiếu mà bên nhà hoàng là bao nhiêu tiền chú Hải? Dạ cũng thiếu ở ngoài cũng cỡ vài triệu mà chứ đâu có đủ nổi bị hồi trước gia đình cũng nghèo đó thành ra cũng ít đi đám tiệc của người ta. Rồi tới gia đình mình hữu sự thì đâu có ai đi lại. Giống như lúc trước mình cũng khó khăn. Dạ. Thì có cái gì đó thì hàng xóm thì mình cũng không có tiền mình đi. Dạ. Bây giờ thì cũng vậy thôi thì cũng như là mình nghĩ cái qua có lại đi thì người ta mới đi. Dạ. Thì giờ không có thì đúng rồi rất là khổ của chú dạ. chị luôn.
Hồi bà là bà nội hả? Bà nội của... Ừ, cái này bà nội của đứa bé. Con của anh này ha. Ừ, bà già của cái người chết. Con chào cô, hôm nay con nhiêu tuổi rồi cô? 54 tuổi. Cô tên gì? Tên Đặng Thị Bích. Con là mẹ của mẹ anh có Đạt. Mới mất à? Anh tên gì? Phạm Đạt. Đạt hả? Phạm Đạt. Rồi hôm bữa là ở nhà nghe tin ai báo của anh qua đời. Nó đi qua đời vậy đó, là ở ngoài đó, là lấy chú công an là điện vô. Ừ. Như là đi trên đường xong rồi người dân báo xong công an điện cho gia đình ha. Ừ, công an điện. Chứ cũng không hay nó mất nữa, công an điện mới biết thôi. Ở nhà mình có mấy người con? Hai. Ừ, chị đây, chị lớn, ừ. Xong rồi đây là chị lớn. Xong rồi tới anh Đạt, chị tên gì? Tôi tên Đến. Dạ. Vậy là nhà mình có hai người con thôi. Có hai người thôi. Anh Đạt là con một đứa con trai luôn á. Đứa con trai đó. Trời ơi. Thương vậy. Con anh Đạt là bé gái hay bé trai? Bé gái. Bé gái hả? Mấy bé trai rồi, còn ông bà nội rồi nói giỏi được không? Giờ có một đứa luôn á nè. Có dạ. Mình anh mà có đứa con, con gái nữa. Bây giờ anh mất rồi mà người mẹ cũng bỏ đi. Dạ, cũng như nó mồi coi mẹ, mồi coi cha chứ rồi mấy chú ơi. Dạ, sống đây, sống ông nội bà nội không vậy đó. Hồi nhỏ lớn giờ. Giờ ở với ông bà nội á, nhà mình cũng rất là khó khăn luôn hả con? Khó khăn quá chứ chú ơi. Bữa làm đám tang cho anh cũng không có tiền luôn. Không có tiền. Cô với chú là làm công việc gì? Đi hồi đó đi làm mướn cho người ta, đi xứ này xứ kia vậy đó, rồi giờ cái đi lưu lên lưu địa hoài, rồi cái giờ đi về đây là giờ đi bán kiển vậy đó. Dạ. Đi lấy cây người ta bán. Rồi lúc mà thu nhập mình ngày cao không cô? Ngày á nhiều lắm rồi, 100 ngàn. Còn nhầm bữa đó không được, không có ngàn nào luôn, lỗ luôn nữa. Trời ơi. Đi bán kiển là cô với chú là chạy xe Honda đi bán không? Không đâu, kéo bộ đi đóng cái xe bằng sắt á, kéo bộ đi bán dài dài vậy đó. Chị bộ đi bộ luôn. Bộ đi, kéo lâu đi vậy đó chứ không á. Chứ đâu có xe đâu mà chạy xe Honda. Nhà cửa dắt con đi xuống nhà mình xem được không cô? Được, ở nhà này là nhà tình thương cất cho. À, đi đi, đi tôi dắt con xuống nhà đứng quay hoàn cảnh cho cô chú rồi mà nhìn rõ nhà mình hơn á. Chỗ nhà gì không có gì cơ. Nhà mình là cũng là nhà tình thương nhà người ta. Nhà tình thương cho đúng không à? Trời ơi, nhà thì nhà tình thương quý cô chú anh chị. Nhà phòng. Sao sập không có chỗ nấu ăn luôn rồi chú, chột hết rồi. Mình nấu ăn đồ ngoài sau đây hả? Nấu ăn ở đây nè, mẹ vợ nó nè, che 2-3 lớp. Mình vẫn còn nấu củi luôn hả cô? Nấu củi. Ở quê đa số nấu củi không Đăng ha? Hay là sợ nhà nghèo quá tiền đâu mà mua, mà đổi ga đồ mà xà mà nấu. Giọt trời mưa để 2-3 lớp tôn cũ, xin tôn cũ người ta lợp để lên không? Tôn hư hết rồi quý vị. Này chắc mưa giọt quá cô. Giọt. Đâu nấu được đâu đó, chỗ lũng thôi. Hôm bữa mà chắc nghe tin anh vậy chắc gia đình mình chắc trúng số hết trơn luôn, tôi không có tỉnh nổi. Cái lúc mà cô nghe tin ở bên công an báo về á thì lúc đó như thế nào cơ? Cô cũng sợ, sợ lắm, sợ không như kiểu như mình nói á, nếu con mình mà có bị tai nạn người ta định báo về là con bị tai nạn, mà mình nói nếu nó bị tai nạn thì người ta rướng nó chứ con ba tai nạn thì mình cũng còn đỡ, nếu mà lỡ con mình mà nó lấy chiếc xe đi bán kiển của nó đó mà nó bị tai nạn nó đựng người ta mình không biết tiền đâu, khả năng mình đành tay vậy thôi. Lúc đó thôi. Là con nghĩ là anh sao quẹt người ta anh Đạt á, anh gây tai nạn cho người ta. Mà cho người ta điện lại nó nói là chết. Trời tự ơi. Chết rồi quản hồn luôn. Rồi khi mà cô có đi lên cái chỗ mà anh mất không cô? Có, đi ra có thấy nằm sải tay ngay trừ chết. Trời ơi, là cô đi lên đó là cô lên thấy là rồi. Anh nằm ở dưới đất hả? Nằm ở dưới đất, nằm trên cái miếng đan á, rồi thấy ra thấy tay chân vò cẳng tím hết trơn mà nó co lên gì nè, chứng nghiệm hết trơn. Cái tay là ra bẻ chứ không được, nó co lên gì nè, bẻ chứ không được.
là lúc mà cô đi lên là người nó đơ đơ cứng hết trơn, tím nghiệm tím mình mấy tay chân chứ. Rồi bé con của anh đã mất tiêu rồi, con thấy kêu bé Liên ơi quen. Chú chào con nha. Dạ. Con tên gì? Con nói cho chú với bà con tên nghe. Tên Phạm Thị Kim Liên. Tên Liên ha. Con dạ. Năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay 13 tuổi. 13 tuổi. Con là con của ba Đạt đúng không? Dạ. Đây của chú chị, đây là con của anh Đạt, người mà bị đột quỵ. Mới 32 tuổi thôi quý cô chú chị, đây là bé gái duy nhất của anh này quý vị. Thì con chú nghe nói là con nghỉ học rồi hả? Dạ. Con biết chữ bước đầu rành hết chưa mà nghỉ? Dạ rồi. Sao mà nghỉ học? Không thích học hay là do nhà không có tiền? Dạ, nhà không có tiền. Thì con có thích đi học không? Ừ. Sao vậy? Sao không thích đi? Ở nhà nuôi nội, nhà phụ nội. Trời ơi, ở nhà phụ nội mà không muốn đi học có cái gì? Nếu mà nội mà nhà có tiền cho nội mà đi ăn uống trong gia đình rồi, con có muốn đi học không? Nếu mà có cô chú giúp. Dạ. Không luôn hả? Vì chỉ muốn là ở nhà phụ bà nội thôi. Ừ. Nghe mà thương quý cô chú anh chị. Sao ba mất chắc con buồn lắm hả? Dạ. Giờ mẹ có lâu lâu có tới thăm con không? Dạ không. Bỏ con luôn hả? Dạ. Hôm bữa là chú có nghe là mẹ tới đám tang của ba con gặp không? Tới thường qua hôm kia. Tới đốt cho nha, cha ăn cây nhang rồi đi. Chúng con không gặp luôn hả? Con gặp không? Vậy gặp mà đốt cho con cây nhang rồi đi, không có ở lại lâu. Đốt cây nhang đi liền luôn? Dạ. Lâu nay cũng không nhìn con luôn. Dạ. Nghe mà thương của chú anh chị. Không hiểu làm sao luôn á. Nhiều người mẹ nó cũng kỳ cục ha. Thì gia đình dù gì cũng con của mình mà. Lâu nay cũng không về thăm con mà bữa đó ba mất rồi tới thắp cây nhang thôi rồi đi. Dạ. Lúc đó con gặp mẹ sao, không có lời nói chuyện với mẹ không? Dạ không, mẹ đi dội quá không nói chuyện được. Mẹ đi dội quá ha? Dạ. Nghe mà thương quý cô chú anh chị. Giờ nhà thì anh thì có một người con thưa quý cô chú anh chị. Giờ ở với ông bà nội để mà phụ bà nội quý vị, học thì cũng không có muốn đi nữa. Là một phần gia đình cũng rất là khó khăn cho nên bé không có chịu đi học. Nhưng mà chú nói như này nè, có cô chú mà giúp gia đình mình có tiền á, con muốn học lại học cho sau này mình có chữ chứ, mà để mình có tương lai để mình phụ ông bà nội chứ, con nghĩ ở dưới này con làm cái gì mà phụ bà nội được. Hả ta? Hả bé? Hả Liên? Con nói như nghe. Cô chú giúp thì con dành tiền cho nội xa chứ không có nhau. Này có tiền mà cô chú cho để dành cho bà nội xài ha, không muốn đi học. Dạ. Nghe bé nói mình thương quý cô chú anh chị, có tiền để cho bà nội xài thôi. Vì thấy hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn, thấy nội cũng khổ á. Bé có suy nghĩ lo cho bà nội. Con nói gì nói con cũng phải đi học để lo cho tương lai con, rồi sau này con mới thể lo được cho nội con chứ. Chứ giờ con không đi học thì sao được. Hoặc là bây giờ con muốn học nghề. Muốn học nghề. Dạ, muốn học nghề. Con thích nghề gì? Nghề làm tóc. Làm tóc hả? À, là thích làm tóc ha. Rồi nếu mà cô chú có ủng hộ hỗ trợ cho con học nghề thì con vừa đi học và vừa học làm tóc luôn được không? Dạ, một thứ. Ừ. Thì là giờ thì thích đi học nghề để kiếm tiền thôi, chứ không làm kiếm tiền thôi. Thì lúc mà con đi học tới bây giờ thì con thích cái nghề đó ha. Tụi con có đi thăm cô chú anh chị nào gần mình để mình học chưa? Rồi. Có rồi hả? Dạ. Ở đâu con gần đây không? Dạ, ở dưới chợ đó. Con đi học được bao nhiêu ngày rồi? Dạ, bắt chước mấy chị đó làm. Thì tới chơi ha, chị chỉ gì mình làm rồi đó ha. Dạ. Vậy thôi con cũng, nếu mà như con đã có quyết định như vậy thì thôi con ráng mà chăm chú mình học nghề ha. Dạ. Để sau này có nghề để mà làm kiếm tiền để mà phụ giúp bà nội. Thôi bây giờ chú tới đây thì ba cũng mất thì chú cũng chia buồn con nha. Dạ. Con cũng ráng mà cố gắng. Bây giờ nhà thì ông bà nội còn con á, con ráng chăm lo cho ông bà nội nha. Dạ. Chú chào con nha. Dạ.
À, dạ vâng, thưa quý cô chú anh chị, thì hiện tại thì em đang đi lối đi ra nơi mà chôn cất người cha của bé Liên, là người anh 32 tuổi mới qua đời vì đột quỵ quý cô chú anh chị. Thì mộ anh cũng đang được xây quý cô chú anh chị, nhưng lời chia sẻ của người nhà thì gia đình không có chi phí, cho nên xây rồi xong đổ phẳng mặt bằng thưa quý cô chú anh chị, chứ không có mà làm hoàn thiện được. Khi nào có tiền rồi mới xây quý cô chú anh chị. Như này nè quý vị, thì để này nè quý vị, à, để vậy đó quý vị. Chừng nào có tiền thì xây thêm. Thì hoàn cảnh gia đình cũng rất là khó khăn, thì em xuống đây cũng như là chia sẻ lên, thì cầu mong được sự giúp đỡ từ quý cô chú anh chị để cho có tiền để mà giúp đỡ hoàn cảnh gia đình. Thì tụi em đăng tải hình ảnh lên, cầu mong cô chú xem và chúng ta giúp đỡ. Dạ, gia đình thì cũng có người chú bệnh suốt là mười mấy năm nay, phải nói là một căn bệnh rất là kỳ quái của cô chú anh chị. Như đây quý vị, đây là chú Thảo, mười mấy năm nay quý vị giờ vẫn không có biết cách nào để chữa bệnh cho chú hết. Gia đình rất là khó khăn, phải nuôi một người em bị bệnh rồi mới xảy qua sự việc là người con qua đời rất là đột ngột, chứ gia đình rất là nghèo khổ luôn quý vị. Dạ, thì video em cũng xin kết thúc tại đây. Em kính chúc quý cô chú anh chị mình thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Cô chú xem nhắn đăng ký ủng hộ em cũng như là chia sẻ và like giúp em nhiều quý cô chú anh chị. Em cảm ơn quý cô chú rất là nhiều. Em hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình ở những video sau. Dạ, em xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý cô chú anh chị ạ.